Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium sản xuất cuối năm 2018 ạ. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium. Chiếc xe này được sản xuất là cuối năm 2019 quý vị các bạn nhé, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và sản xuất cuối năm 2019 này thì là còn bảo hành rất là dài quý bạn ạ. Chiếc xe này còn bảo hành tại hãng rất là dài cơ, và có thể nói đây là chiếc xe siêu lướt. Chiếc xe này cũng lăn bánh được hơn 4 vạn km và cái đồng hồ hơn 4 vạn này là chúng tôi cam kết với quý vị bạn là đồng hồ nguyên bản ạ. Vì chiếc xe này còn bảo hành tại hãng và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng, cho nên tôi để nguyên cái đồng hồ này và dàn lốp theo xe còn nguyên bản và lốp sơ cua thì chưa hạ quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản á. Và quý vị các bạn xem về chiếc xe này ấy, thì quý vị bạn thấy được nó khác luôn với chiếc xe 2018 hôm qua, khác về cái phần form ạ. Tức là gọi là model mới đấy ạ. Từ model 2019 là nó sẽ thay đổi ạ, khác với phiên bản này. Model 2018 nhé, khác toàn bộ về phần đèn này, về phần mặt ca lăng này, về rất là nhiều thứ nữa. Lát nữa thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý bạn về những cái phần khác của chiếc xe này ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 575 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport sản xuất cuối năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium sản xuất cuối năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này quý vị bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào quý vị bạn ạ. Đấy, chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe siêu lướt rất là đẹp đấy ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vì chiếc xe này là đăng ký cuối năm 2019 ạ, đăng ký tháng 12 năm 2019, còn rất là đẹp ạ. Và bên ngoài nước sơn zin nguyên bản theo xe còn rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, nước sơn zin nguyên bản theo xe còn rất là nhiều và còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy. Chủ xe mua bảo hiểm thân vỏ vẫn còn đang cả một năm nữa. Từ lúc mua đến bây giờ là chủ xe đều mua bảo hiểm thân vỏ hết nhé. Đấy, cho nên là còn một năm bảo hiểm thân vỏ nữa cơ. Còn rất là đều, rất là đẹp của chiếc xe đây quý bạn ạ, rất là đẹp. Không bị tai nạn nhé. Về cái phần tai nạn ngập nước hay là có nguyên bản hay không thì chúng tôi đã có phần cam kết rồi quý bạn ạ. Cho nên quý vị các bạn có thể yên tâm về cái phần xe lỗi. Nếu như gọi là đúng như là cái từ ngữ mà anh em thợ chúng tôi chia sẻ đấy là gọi là xe lỗi, đâm đụng hay là tai nạn hay là ngập nước, đấy là gọi là lỗi. Đấy, và quý vị các bạn xem đây nhá. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy được là chiếc xe này phiên bản 2019 là nó đã được thiết kế lại và thay đổi form mới quý bạn ạ. Form mới thay đổi từ cả những cái cụm đèn. Đấy, cụm đèn xi nhan này nó cũng khác với phiên bản 2018 hôm qua tôi quay đấy quý bạn nhé. Đấy. Và đặc biệt là cái mặt ca lăng này nó cũng khác quý bạn này. Mặt ca lăng này, đèn khác này, và cái hệ thống đèn này còn rất là mới quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2019 này, tính ra mới chạy được 2 năm thôi, còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Cụm đèn mới tinh, không khác thì một chiếc xe từ trong hãng ra quý bạn ạ. Đấy, chủ xe này đi cũng rất là cẩn thận đấy, giữ gìn tốt, cho nên là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, và dàn lốp nguyên bản theo xe còn nguyên quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2019. Đấy, và dàn lốp là 2019 luôn quý vị bạn này. Dàn lốp là tuần thứ 25 2019. Đấy. Tầm tháng 4. Tầm thứ tháng 6 là sản xuất cái lốp này, là cái xe này là sản xuất cuối tháng năm 2019 đấy.
Đấy, cả một cái dàn lốp này rất là mới, rất là đẹp này. Nguyên 2019 này, đết lốp còn rất là mới, rất là dày luôn quý vị bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được là chuẩn hơn 4 vạn thôi. Đồng hồ là chúng tôi cam kết là chuẩn rồi. Đấy, lốp sơ cua này chứ hạ. Toàn bộ về cái phần lốp sơ cua này là còn mới tinh chứ hạ nhé. Đồ nghề cũng còn nguyên quý vị bạn ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều rất là mới này. Dàn lốp Michelin mới tinh, chưa hạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương chiếu hậu. Đấy, và nhìn về cái đằng sau, quý vị các bạn thấy nhé, đằng sau này cũng là một cái form mới, nó khác luôn quý vị bạn ạ, khác với phiên bản 2018 này. Khác cả về những cái khóa nó cũng to hơn một chút và nó thông minh hơn một chút nữa, là ví dụ như ở phiên bản 2018 là ra đây là bấm ở đây là mở cửa này, nhưng chiếc xe này chỉ cần bấm ở đây thôi là xong rồi ạ, hoặc là xe đang mở chỉ bấm ở đây thôi là đã được mở cửa rồi. Và cụm đèn này thì còn mới tinh luôn quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới. Đấy, cụm đèn này rất là mới này. Đây là cái mức tiêu thụ của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đấy ạ. Nó cũng khác so với phiên bản 2018 quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái phiên bản 2019 đều là 1.5 Titanium, nhưng phiên bản năm 2019 này chỉ có 6,17 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi. Còn phiên bản 2018 là hơn 8 lít, à hơn 7 lít cơ quý vị bạn ạ. 7,7 lít kết hợp thì cái này có 6,1 lít thôi, tiết kiệm hơn được hơn 1 lít rồi quý vị bạn nhé. Trong khu đô thị nếu chạy là ở con kia, con 18 là hơn 9 lít thì cái này chỉ có hơn 8 lít thôi. Còn ngoài khu đô thị thì cái kia là hơn 6 lít thì cái này là hơn 4 lít, 4,96 gần 5 lít quý vị bạn ạ. Đấy, cũng đã được tiết kiệm nhiều hơn so với phiên bản 2018 quý vị bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn nào mà đang theo dõi video của tôi thì là tôi quay tôi giới thiệu chi tiết như này thì cũng có thể so sánh được là con 2018 nó hơn cái gì. À, 2019 nó hơn 2018 cái gì ạ? Toàn bộ về những cái phần option rồi thay đổi form này, rồi thì đến cái động cơ nó cũng thay đổi, cho nên là chính vì động cơ thay đổi cho nên mới tiết kiệm nhiên liệu như vậy đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, nó khác nhau, nó đắt hơn thì nó sẽ phải được cái, nó cho mình được cái nhiều cái tiện dụng hơn quý vị các bạn nhé. Đấy, đẹp hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tem sườn Limited Eco Sport đã có đầy đủ cả từ tem sườn rồi quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau này thì quý vị các bạn thấy đấy, xe cũng đã được trang bị đèn phanh trên cao này, camera lùi này, cảm biến lùi, những cái camera lùi, cảm biến lùi này và đầu Android, đầu thông minh này là nguyên bản theo xe, không phải độ nhé. Chiếc xe 2018 là phải độ đấy quý bạn ạ, phiên bản này thì đầy đủ rồi. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái ra cho quý bạn cùng xem này. Rất là mới, một chiếc xe siêu lướt cuối năm 2019 này, với keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cửa cũng còn nguyên bản này, ốc bản lề, ốc bản lề nguyên bản này, vô lăng cần số, tay phanh tất cả này còn nguyên bản và còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Đấy, cần số này rất là mới, rất là đẹp, vô lăng này hơn 4 vạn chuẩn đây quý vị bạn ạ. Ghế da nguyên bản theo xe còn rất là đẹp, còn mới tinh. Chiếc xe này thì không khác thì một chiếc xe vừa mới đưa từ trong hãng ra quý vị bạn nhé. Cửa nóc này chủ xe còn chưa dùng cơ, cửa nóc còn chưa bóc ni lông cơ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Một chiếc xe không khác thì chiếc xe mới. Và chủ xe thì rất là cẩn thận, đã làm cả thảm 5D rồi. Bộ thảm 5D này là chủ xe mua xe xong cái là làm luôn, còn bộ thảm nguyên bản theo xe đang vứt ở cốp sau đấy, còn mới tinh chưa sử dụng quý vị bạn nhé. Đấy, và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn này. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi này, táp bi thì rất là đẹp này, rất là mới này, chưa có xước sát gì cả đấy, chưa có xước sát gì cả. Và chủ xe lắp thêm cả những cái chống nóng này. Đấy, cái này chúng ta có thể bỏ ra đặt vào đơn giản thôi, nó có 5 châm nó hút thẳng vào cạnh xe rồi. Đấy, cái này là chúng ta mua là xong cái xe cũ này chúng ta được hưởng luôn những cái thứ mà chủ xe lắp thêm, từ dán phin cho đến trải sàn này, các thứ option. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi để bước vào trong cái khoang nội thất này để xem về cái phần táp lô, táp bi cũng như là về cái option nhé. Đấy, cái ghế đằng sau này thì này, chủ xe này là một cái anh cũng nhiều tuổi rồi, anh ấy đi cho nên là anh ấy chỉ có đi làm một mình thôi, cho nên ghế sau này còn rất là mới này. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi mua về là không phải dọn gì nhé, chúng tôi có rửa qua một chút bên ngoài đi thôi, mà nó mới như này đây quý vị bạn ạ. Quý bạn nhìn từ những cái đường chỉ may của cái ghế này nó còn mới tinh luôn, không khác gì một cái xe mới ạ.
Đấy, từ những cái đường chỉ này, những chiếc xe ghế da ấy, ngồi nhiều là cái đường chỉ này nó sẽ bẩn, không bao giờ đánh được cái đường chỉ này nhé. Đấy, đường chỉ nó còn mới này, nhìn tất cả những cái đường chỉ này chúng ta thấy được chiếc xe rất là mới ạ. Đấy, và ngồi đằng sau này cũng có khóa trung tâm của xe đấy. Ford cũng đã thiết kế cả khóa đằng trung tâm để đằng sau này cho chiếc xe rồi. Đấy. Và đây là cái màn hình mà bây giờ là bắt đầu từ Ford mới 2019 này là Ford đã trang bị rồi ạ. Màn hình thông minh, màn hình Android nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, không phải độ như chiếc xe 2018 là phải độ thêm. Đấy, rất là thông minh luôn quý vị bạn nhé. Và được tích hợp hai cổng USB. Hai cổng này thì tôi không hiểu được là hai cổng USB như thế nào, nhưng mà tôi lúc đầu thì tôi đoán là một cái MP để nghe nhạc MP3, một cái là nghe video xem video. Nhưng mà đây tôi thấy tôi cắm là tôi xem được video luôn quý vị bạn ạ. Điều hòa auto. Đấy, tạm thời thì tôi tắt cái điều hòa đi một chút nhé, để tôi cho nó đỡ tốn cái ắc quy, vì là tôi đang không nổ máy mà tôi bật lên là sợ một lát nữa nó sẽ hết ắc quy. Đấy, vậy. Và đầu này thì rất là thông minh, nó là cái màn hình Android luôn rồi quý bạn ạ, có sẵn Android luôn. Tôi đang mở cái nhạc lên cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đấy, đây là cái phần ca nhạc mà tôi mở bằng cái nó có video sẵn này quý bạn này. Một là mở video, hai là đều ở trong USB hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, trong USB là chúng ta nghe nhạc chúng ta có vào đấy là xem luôn thôi, không phải mở đĩa nữa. Tại vì bây giờ mua cái đĩa bỏ ra ít người dùng, mua một thời gian nó sẽ bị xước và xem nó không nét được bằng USB. Đấy, USB này nó nét lắm, càng góp nhạc chất lượng cao vào đây thì là xem nó càng nét ạ. Đấy, khóa thông minh để nổ này, đồng hồ vô lăng các thứ này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Phiên bản 2019 này nó khác nhiều so với phiên bản 2018 đấy. Đấy, từ những cái vô lăng cũng được thiết kế lại này, vô lăng khâu da này, tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, nó phức tạp hơn một chút nữa vì là nó có nhiều cái tính năng hơn. Đấy, cả hai bên điều khiển, còn 2018 nó chỉ có một bên âm thanh này thôi, còn cái này nó điều khiển luôn cả cái màn hình Navi đằng trước kìa, màn hình này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe siêu lướt 2019 này. Đấy, táp lô táp bi, từ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới quý vị bạn xem thấy không? Cái nỉ trần này mới tinh luôn đấy ạ. Phần nỉ trần rất là mới, và đặc biệt là cái cửa nóc này là chủ xe còn chưa bóc ni lông được quý vị bạn này. Chắc là chưa bao giờ dùng cái cửa nóc này cho nên là cái ni lông chưa bóc còn nguyên. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Quá thông minh. Bây giờ thì tôi lại tắt cái điện đi, tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị bạn một số cái phần đằng sau quý vị bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị bạn cùng xem này. Cốp sau chỉ cần bấm đây là mở cửa rồi này. Đấy, cốp sau này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên bản nhé. Ốc cốp sau nguyên bản này. Đấy. Ốc cốp sau nguyên bản này, trần này rất là sạch luôn từ phía sau này quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ là còn nguyên bản và còn rất là mới. Đây là cái bộ thảm nguyên bản theo xe đây quý bạn này. Chủ xe mua về cái là bỏ ra luôn đây, chưa dùng một tí nào nhá. Đấy, chưa dùng, vẫn còn nguyên thảm theo xe đây này. Cả cái bộ thảm này theo xe này. Và bên dưới nó là cái bộ kích cũng còn nguyên bản này, vì lốp xưa cua chưa hạ cho nên là những cái này là nó còn nguyên hết đây. Đấy, kích còn mới tinh, chưa dùng đến tí nào ạ. Thì lốp xưa cua chưa hạ thì những cái kích này nó còn mới là còn đương nhiên ạ. Đấy, toàn bộ này rất là mới này, chưa có một cái vết tháo, chưa tháo cái gì ra quý vị bạn ạ. Không tai nạn, không ngập nước gì cả cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị bạn nhé. Đấy, táp bi cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Phần keo chỉ này, táp bi này, cho đến những cái ốc bản lề này, ốc bản lề còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên, ghế da rất là mới này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa trước bên phụ quý vị bạn nhé. Táp bi cửa trước bên phụ này, keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào. Về cái phần đâm đụng va chạm keo chỉ này chúng tôi cam kết rồi, quý vị bạn có thể yên tâm.
loa cánh cửa đều có hết này. Loa trên này là loa tép này. Bên dưới này, loa to này. Đấy. Ốc bản lề này, còn nguyên bản này. Chưa dọn, chưa dẹp gì cả mà nó đã đẹp, nó còn mới như này đấy quý vị bạn ạ. Một chiếc xe này là hiếm có trên thị trường đấy. Tại vì những người mà mua chiếc xe nó vừa vừa tiền như này ấy, gần như là toàn những cái người không phải là công chức, chủ yếu là những người công chức, cho nên là người ta mua, người ta sử dụng rất là lâu chứ không phải là nhanh bán như chiếc xe này ạ. Đấy. Rất là ít người là đi được 2-3 năm đã bán, mà có những người phải đi 5-6-7 năm rồi mới bán ạ. Đấy. Chiếc xe này thì mới 2 năm chủ xe đã thay rồi. Chủ xe thay lên con HRV quý vị bạn ạ, chủ xe đã đặt con HRV rồi. Đấy. Và đây là cái ốc bản lề cánh cửa phía sau. Đấy, ốc bản lề này. Rất là mới luôn, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và đây là những toàn bộ về sách hướng dẫn này, cũng như là sổ bảo hành của xe đây, chủ xe để đây này. Còn nguyên và còn rất là mới này. Từ sách hướng dẫn này, hướng dẫn này cho đến đây, sách hướng dẫn này rồi thì đến sổ về giới thiệu về xe này, sổ bảo hành đây quý vị bạn này, sổ bảo hành đây chiếc xe đây quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe đây. Chủ xe ở ngã tư Sở này chúng tôi mới mua đây. Chủ xe nhận xe ngày 29 tháng 11. Đấy, chủ xe nhận 29 tháng 11 năm 2019 nhé, đăng ký sang tháng 12 thì phải. Đấy, và lịch sử này, lịch sử bảo hành bảo dưỡng này đầy đủ luôn, toàn bộ trong hãng. Tại vì những chiếc xe mà còn bảo hành thì phần lớn là các chủ xe đều làm ở trong hãng. Còn lại là nếu hết bảo hành rồi thì là có những người nào cẩn thận thì người ta mới làm ở trong hãng, còn không người ta mang ra ngoài làm cho rẻ. Đấy, tôi đi mua xe nhiều là tôi biết cái điều đấy ạ. Đây là cái lốp sơ cua của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ đấy ạ, còn mới tinh đấy ạ. Đấy, những cái vạch này còn nguyên bản đây này. Đấy. Chiếc xe này thì còn mới tinh, mua ở hãng như thế nào thì cái lốp này là còn nguyên bản là như thế vậy đấy ạ. Đấy, rất là mới này. Lốp sơ cua chưa hạ quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe, đó là trái tim của chiếc xe. Nhưng trước tiên thì tôi vẫn cho quý bạn cùng xem về cái ốc cabo trước đã nào. Đây là cái ốc cabo còn nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có một cái vết tháo nào trên ốc cabo này. Keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên luôn nhé. Đấy, keo chỉ của cái cabo này còn nguyên luôn. Cái cabo này cũng được thiết kế khác so với phiên bản 2018, 2018 đây nó có cái sắt to đây ạ. Đấy, chiếc cabo này nhìn gọn gàng hơn ạ. Đấy, rất là mới này. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, ốc cabo này còn nguyên này. Toàn bộ những cái phần ốc này là còn nguyên hết luôn quý bạn nhé. Ốc tai cũng còn nguyên này. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ. Chưa có bị va chạm, chưa có bị đâm đụng gì cả. Cho nên là những cái ốc này mà nó còn nguyên là còn đương nhiên. Nếu như những chiếc xe mà đã bị đâm đụng hay là va chạm rồi thì đương nhiên là phải tháo ra là nó sẽ có vết. Đấy, ốc tai còn nguyên. Cho đến những cái phần ốc chân máy này. Đây là cái phần ốc chân máy đây quý bạn nhé. Ốc chân máy còn nguyên bản này. Rồi đến những cái ốc mặt máy này còn nguyên bản hết này. Chưa có một con ốc nào tháo ra trong cái phần động cơ này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Và cái động cơ này thì quý vị và các bạn nhé, tôi mua về là tôi cam kết với quý bạn là chúng tôi còn chưa dọn cái động cơ này cơ, còn nguyên đấy ạ. Chúng tôi để nguyên không dọn đấy ạ. Quay sát vào là nhìn nó hơi bẩn một chút, còn quay xa là thì nhìn nó vẫn sạch quý vị và các bạn ạ. Đấy. Chưa dọn một tí nào nhé, còn nguyên và còn rất mới, rất đẹp như này đấy ạ. Từ những cái ắc quy này là hình như cũng còn nguyên bản chưa thay này, ắc quy của hãng này. Đấy, còn nguyên chưa thay nhé, còn rất là đẹp. Và đây là mấy cái đồ mà đuổi chuột đấy, hay gọi là bùa đuổi chuột của chủ xe đấy. Chủ xe này cũng rất là cẩn thận này, treo những cái này ra để chuột nó khỏi lên xe. Đấy, bùa đuổi chuột. Đấy, rất là cẩn thận ạ. Chủ xe rất là cẩn thận. Một cái động cơ này còn rất là mới ạ. Tại vì những chiếc xe này còn bảo hành cho nên là nó mới là cái điều đương nhiên quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp rồi. Vừa rồi thì tôi cũng đã quay giới thiệu kỹ cho quý vị bạn, cho quý vị các bạn từ ngoại thất cho đến phần nội thất, cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5.
Titanium sản xuất cuối năm 2019 này rồi ạ. Vậy chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá 575 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những chiếc xe chúng tôi mua về chúng tôi đăng lên trên kênh này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.